Đà La, sao nàng dám to gan như vậy? Dương huynh tha tội, ta làm vậy chỉ vì ta yêu chàng. Trái tim của ta đã trao trọn cho Mani. Dương huynh dừng bước. Cảm tạ nàng đã chờ đợi ta, cảm tạ nàng đã cố gắng tu vì ta, nhưng xin hãy thứ lỗi cho ta, không thể đáp lại tình cảm của nàng được. Và sau 3 ngày bế quan, điều mà ta thật sự hy vọng đó là thấy nàng thấu hiểu mọi gì, vui vẻ chúc mừng hôn sự của ta và Mani. Vui vẻ chúc mừng sao? Mơ đi. Ta xin thề có trời đất, ngày mà chàng thiền định xong xuất quan thì ngày đó sẽ không còn xà nữ tinh Mani sống trong cõi này nữa. Chúng ta phải về rồi hả? Tôi vẫn còn muốn chơi nữa. Nếu cô thích thì lần sau chúng ta đi tiếp ha. Thật hả? Ừ. Lái xe kiểu gì vậy? Cô không sao chứ, Mani? Tôi không sao hết. Mình đi. Người may mắn lắm đó. Nếu không phải vì sợ Dương huynh biết thì ta đã dùng tới quyền năng tối cao của Linh Châu xà thần giết chết người rồi. Đồ tiện nhân Mani. Đó. Nếu như cô không chịu ăn thì tôi cũng sẽ không ăn. Vậy thì tùy ý anh vậy. Coi như tôi đã mời anh ăn cơm rồi, tôi xin phép về nhà nha. Mani à, nè khoan đi đã. Cô Chạy rồi. Hãy mưa ngay lúc này. Ai đó dập lửa đi. Dập lửa đi. Mở tất cả các cửa ra. Dập lửa đi. Tại sao ta không thể gọi mưa vậy? Ngươi không thể gọi mưa đâu Mani à. Bởi vì ngươi chỉ còn 2 viên linh châu xà thần mà thôi. Gọi xe cấp cứu đi. Chạy đi bên này nè. Tụi biết quá hết rồi. Ta có thể hiện nguyên hình và thoát ra khỏi chỗ này, nhưng còn những người này, bọn họ phải làm sao đi? Mọi người ơi, bên kia có cửa thoát hiểm kìa, mau chạy đi, mau lên, mau lên, mau chạy đi, bên kia kìa, nhanh lên, chạy đi. Cô Mani à, chúng ta cũng mau chạy đi, mau đi thôi. Nhìn cơ thể người này, ta nghĩ là bị nọc độc của... Khoan đã, chồng ơi, còn chồng và con trai của tôi. Con ơi. Nè, Mani, cô đi đâu vậy? Cậu bé lúc nãy chắc bị mắc kẹt ở bên trong rồi. Cô định vào đó nữa sao? Cô nghĩ mình thật sự là nữ anh hùng hay sao chứ? Dù cô có ý tốt muốn giúp người khác, nhưng người cô mỏng manh như vậy thì cô giúp được ai? Mani à, M-
Mani à, khoan đã. Mani à, chồng con... ơi, anh ơi, anh ơi, cứu với. Bên kia kìa. Hả? Bên kia kìa, tôi ngoài đó có thử. Cứu với. Em à, chồng tôi. Nè, tỉnh lại đi, em à. Chồng tôi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Mani, anh ơi. Tôi nghĩ chúng ta phải mau đi thôi. Lửa bắt đầu cháy lớn rồi. Tôi thấy cậu bé cũng không thể nào trụ nổi nữa đâu. Chúng ta đi mau. Anh ơi. Ta hiểu rất rõ về ngươi, xà nữ Mani. Chính vì sự mềm lòng và ngu ngốc hết thuốc chữa sẽ làm hại hết người này đến người khác. Nhưng mà trước khi ngươi biết mọi chuyện do ta làm thì có lẽ ngươi đã không còn thở được. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy lớn quá. Cháy lớn ghê. Ôi. Trời ơi, lửa lớn quá à. Sao đây? Cái này chắc nguy lắm rồi. Không biết còn ai chọc nữa hả? Thôi đi. Dập lửa đi. Ờ, có quả chưa? Cháy đi. Mani. 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 Có người ở bên trong đó. Mani. 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 Bỏ ra. Mani. 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 Đúng là trời Phật hiển linh mà. Là Rambanaki. Trước khi nàng ấy nhận ra ta thì ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới được. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mani, không sao chứ? Anh Tiết, cô có biết mình đang làm gì không hả? Được rồi, bây giờ chúng ta nên đưa cậu bé này vào bệnh viện đi. Để tôi. Cảm ơn cậu. Cô Mani, cẩn thận đó. Tại sao cô lúc nào cũng để bản thân mình dính vào những chuyện rắc rối như vậy chứ? Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Anh cho Letit, giờ phút này anh không an ủi động viên cô ấy thì thôi đi, mà anh còn lớn tiếng làm như Mani chính là người đã gây ra vụ cháy này vậy. Anh còn dám nói hả? Nếu anh không đưa cô ấy ra ngoài thì đã không xảy ra sự cố như vậy rồi. Chuyện lần này chỉ là tai nạn mà thôi, không có ai cố tình để xảy ra chuyện này đâu. Anh có hiểu không? Nàng là... Đúng, ta cũng là xà nữ. Vậy cơn mưa này nàng cũng biết mà. Một khi xà nữ chúng ta có từ 3 viên linh châu trở lên thì đều có thể gọi mưa, nên loài người mới tôn kính sùng bái chúng ta. Thì ra là vậy. Thì ra ta chỉ còn 2 viên linh châu, cho nên không thể gọi mưa được. Mani, Mani, chúng ta về thôi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Tại sao Rambanaki lại xuất hiện ở đó chứ? Ta phải nhanh chóng xử lý con nhỏ Mani này mới được, trước khi Dương Huynh biết hết tất cả mọi chuyện. Nếu ta không thể nào xử lý được nó thì ta đành phải mượn tay kẻ khác tiêu diệt nó thôi. Mời cô đi lối này. Ngôi nhà này quang cảnh rất là đẹp, cô thấy sao? Ngôi nhà này là của ta. Ta đã mua ngôi nhà này từ lâu. Ta mong người cũng sẽ hiểu như vậy. Dạ, cô Đa La. Chín nút nữa sao? Công nhận là
cô đúng là nữ thần may mắn của tôi đó. Ê, cô đi đâu vậy? Tôi về nhà. Đang vui mà sao về sớm vậy? Thật cô. Cứ gọi là Đà La. Lúc đầu thì chơi cũng rất vui, nhưng chơi nhiều thì thấy chán quá, thắng hoài, không có gì thay đổi hết. Tôi nghĩ là nên phải về nhà. Đà La, cô muốn về nhà sao? Giờ cũng trễ rồi. Nếu như không về nhà thì đi đâu đây? Thì chúng ta kiếm gì uống nha. Có được không? Cũng được đó. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên về nhà của tôi, bởi vì tôi thích nói chuyện ở nơi yên tĩnh hơn. Vậy thì đi. Căn nhà to lớn như vậy, cô ở đây một mình sao? Tôi ở cùng với người hầu. A Mai. Dạ, cô Đà La. Không nhìn thấy tôi có khách hay sao? Mau chuẩn bị đồ uống để tiếp khách đi. Dạ. Mời anh vào bên trong tham quan cùng với tôi. Xin mời. Tôi thích chiếc nhẫn mà cô đang đeo lắm. Mắt anh cũng tin tưởng đó. Mà hình như anh cũng thích xà thần giống như tôi thì phải. Phải. Cô có từng nghe là người nào có lòng tin, thờ cúng và mang linh vật xà thần ở bên mình nhất định gặp nhiều may mắn, luôn được xà thần phù hộ và che chở. Anh hiểu như vậy là rất đúng. Ý cô là cô cũng tin chuyện này giống như tôi phải không? Thường thì những người có suy nghĩ giống nhau sẽ bị lôi cuốn và tìm đến nhau. Vậy anh có nghĩ trên thế gian này xà thần là có thật hay không? Tôi tin. Vì trên thế giới này có nhiều điều bí ẩn. Đôi khi có những điều mà chúng ta không nhìn thấy chưa chắc là không có. Nhưng có điều tôi dám chắc là có. Đó là cô và tôi. Cô cố tình mời tôi đến nhà cô vì chuyện này phải không? Tôi thích mùi trên cơ thể cô lắm. Cô Đà La à?
Rốt cuộc cô là cái quái gì vậy? Vừa rồi ngươi vẫn còn ham muốn ta mà, sao bây giờ ngươi lại sợ ta chứ? Không được qua đây. Không được qua đây. Ngươi không cần biết ta là gì. Bởi cho dù ta là ai, ta cũng có quyền năng trao cho ngươi thứ mà ngươi mong muốn. Chỉ cần ngươi chịu đánh đổi. Đánh đổi cái gì? Hãy đánh đổi linh hồn của ngươi. Một linh hồn chứa đầy sự thù hận và lòng tham lam. Hãy trao nó cho ta và tự nguyện trở thành tay sai cho ta. Rồi ngươi sẽ có tất cả tiền bạc, quyền lực, mọi thứ ngươi muốn đều sẽ được. Điên. Đúng là quá điên rồi. Dù cô có là xà thần hay yêu quái ở đâu đi nữa thì tôi cũng không bao giờ làm tay sai của cô đâu, nghe chưa? Ngươi không cần phải vội vàng quyết định. Hôm nay ta sẽ cho ngươi về suy nghĩ trước. A Mai, xin mời ông Tháp chạy ra về. Chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm. Thưa công chúa Đa La, ông Tháp Chay đã đến rồi. Công chúa? Ta đã đoán trước sẽ có ngày ngươi đến đây để tìm ta. Con đã theo dõi hành động của tên Tháp Chay theo lời của công chúa rồi. Bây giờ Tháp Chay đang mắc nợ một số tiền khá lớn. Con đoán là không bao lâu nữa hắn ta sẽ chủ động tới tìm công chúa. Thật vậy à? Nếu như vậy thì ngươi hãy mau đi nhặt đá vụn về đây cho ta đi. Tuân lệnh. Công chúa, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Công chúa Đa La, xin người hãy giúp đỡ tôi. Ta biết rõ hiện nay ngươi đang cần gì. Tất cả là của ngươi đó. Ông Tháp Chay, tại sao lại có mùi hương xà thần? Ông Tháp Chay, mày, cái đồ xà tinh. Ông mới đi đâu về sao? Tao đi đâu thì kệ tao. Đừng có qua đây nha. Lùi lại đi. Đồ ở trong rương, ông lấy ở đâu ra vậy? Mày đừng có xen vào chuyện của tao nữa. Mày lùi lại đi. Tao biết mày là ai rồi. Có ngày
tao sẽ tiết lộ thân thế của mày nếu mày đụng tới tao. Thì mày sẽ phải chết trong đau đớn và tuyệt vọng, nghe rõ chưa? Khi nào công chúa Đa La mới tiêu diệt nó đây? Anh Tiết, coi chừng. Có một con rắn khổng lồ mà. Chắc là mình bị hoa mắt rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đi theo hắn đi. Đừng gieo thêm ác nghiệp nữa. Ta muốn làm việc gì thì có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi vốn dĩ chỉ là một nhà sư thì nên an phận nhà sư của mình đi. Sao phải xía vào việc của xà thần ta? Việc của nhà sư là chỉ ra con đường đúng đắn cho những ai đi sai đường. Nếu như ngươi muốn đến đây giảng đạo thì đi chỗ khác mà giảng đi. Đừng có ở đây cản đường ta. Nếu như không, đừng trách ta không nể mặt. Dù cho ngươi thân phận có cao quý đến đâu thì ta cũng không bỏ qua. Bác sĩ à, rốt cuộc là cô Mai Nê bị sao vậy? Sau khi kiểm tra không thấy có gì bất thường nên chỉ là kiệt sức. Bản thân bệnh nhân cũng nói cô ấy không có đau chỗ nào. Phải đó, tôi khỏe rồi. Vậy anh Tiết, tôi có thể về nhà rồi đúng chứ? Không được, nằm xuống. Nằm xuống đi. Cô muốn về nhà làm gì? Lúc tôi đi vắng, bác Ben và Quẹo nói là cô lăn lộn ra vẻ rất đau đớn. Bây giờ về nhà, lỡ tái phát lại thì biết làm sao đây? Được rồi, nếu như cậu lo lắng và muốn chắc chắn hơn thì có thể để cho cô ấy nằm ở đây một hai đêm. Nếu vẫn không có gì bất thường thì có thể cho cô ấy xuất viện. Dạ được. Ừ, không có gì. Nếu không tiêu diệt được nó, hay là công chúa chuyển qua tiêu diệt thằng Tít đó đi. Bởi vì con rắn quỷ đó ở đây là vì thằng Tít. Nếu như thằng Tít không còn, nó sẽ tự động rời khỏi đây thôi. Ta không chỉ đơn giản muốn ả ta rời khỏi chỗ này, mà ta muốn ả ta phải biến mất khỏi thế gian này.
Nếu vì chúng ta luôn nhớ về ai đó chưa từng quên mà gọi là tình yêu, thì chắc tôi yêu cô gái đó rồi. 15 năm trước cô gái đó cứu tôi từ dưới làn nước sâu. Tôi từng kể cô nghe đó, còn nhớ không? Tôi phải nói với anh như thế nào đây, anh Tiết? Ai vậy? Là ngươi sao, A Mai? Tại sao ngươi lại làm hại ta và loài người kia? Tại sao không trả lời ta? Ngươi cũng to gan quá rồi đó A Mai. Chắc là ta phải trừng phạt ngươi thật nặng thì ngươi mới sợ. Còn nàng nữa Mane, nàng có bị gì không? Cũng may là ta không sao hết. Tại sao nàng lại đến chỗ này chứ? Ta đang ngồi thiền thì chợt thấy nàng gặp nguy hiểm. Ta thấy lo nên vội tới đây tìm nàng. Nhưng thấy nàng được bình an như vậy là tốt rồi. Còn chuyện của A Mai, cứ để ta trừng trị nó thay nàng. Cũng được. Nàng qua xem loài người như thế nào rồi? Với Mane mà sao ngươi vẫn làm như vậy? Ngươi không nghĩ làm như vậy sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho ta hay sao hả đồ ngốc kia? Xin người thứ tội, những gì con làm
đều là vì một lòng trung thành với người. Người không nghĩ mà nên sẽ nghi ngờ ta chính là người đã gây ra mọi chuyện à? Nếu kế hoạch của ta vì ngươi mà bị phá hoại thì chính ta sẽ là người giết chết ngươi đó. Con xin gánh chịu mọi hình phạt mà người đưa ra. Con đúng là vô dụng khi không thể làm gì giúp cho người. Con không thể đứng nhìn người chịu đau khổ được. Con không thể. Con không thể. Ta đã hiểu được lòng trung thành của ngươi rồi, A Mai à. Cảm tạ tấm lòng của ngươi rất nhiều. Chúng ta nên quay về Ratanan Badan ngay lập tức. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim cần TV. Phải chuẩn bị để nghênh đón Dương Huynh Moon Chalin trước khi Dương Huynh kết thúc kỳ bế quan. Các người muốn gì đây? Thật sự là chú sao? Biết thì đã muộn. Sao mày không thông minh để đoán ra sớm? Con thật không thể ngờ chú lại làm vậy với con. Gia đình mình bây giờ đâu còn có ai ngoài hai chú cháu mình nữa chứ. Bởi vì mày đã cướp mọi thứ khỏi tay tao. Nếu không có mày thì tất cả tài sản của ba chỉ thuộc về một mình tao. Chính là mày. Phim được dịch chính và mày buộc tao đi bước này. Tất cả những tài sản này đối với con không là cái gì hết. Con chỉ cần chú thôi. Nếu chú cần cái gia tài này, con sẵn sàng nhường lại cho chú mà. Sao bây giờ mày mới nói những lời đó? Mà thôi đi. Cách duy nhất tao nên làm bây giờ là giết mày phi tan. Thì lập tức mọi thứ sẽ nghiễm nhiên trở thành của tao. Mày hãy đi gặp Diêm Vương đi. Thằng Tít. Còn sức hả mày? Nè, mày muốn chạy đi đâu? Trốn hả mày? Trốn sao? Mày lì mày lì lắm này, chết đi. Ngon quá ha. Giờ thì mày chịu chết đi. Ugh.
Dừng lại. Còn Mà Ni. Mà Ni, trốn đi. Mà Ni, em trốn đi. Trốn đi Mà Ni. Mau giết con nhỏ đó cho tao. Nó bắn nó đi, giết nó. Chạy đi, sao còn bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó. Hát à. Đừng mà. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Có thật là em không Mơ Nê? Công chúa Mơ Nê, công chúa, nàng dám tháo chiếc vòng của ta ra sao? Nàng đã gây ra tội lớn rồi. Công chúa Mơ Nê à, đừng. Gần đây đừng. Đừng giết chú ấy. Đừng lại gần. Anh Tiết,
Đừng, đừng lại gần đây. Anh không cần phải sợ, em sẽ không làm hại anh đâu. Cô không phải con người. Tôi đã nói cô đừng lại gần tôi. Nàng dám cả gan trốn đến nhân giới, mặc cho ta đã từng ra lệnh cấm nàng hay sao? Nếu như không phải do nội quả của nàng bốc lên, thì chắc là ta sẽ khó lòng biết được rằng nàng đã tạo nghiệp nơi đây. Nàng thừa biết chuyện mà, giết người là trọng tội, là nghiệp lớn đến mức nào mà. Ta biết rõ thưa Dương Quynh, nhưng mà ta... Hãy giữ lại những lời biện hộ của nàng đi. Nàng phải quay về Ratanabadan cùng ta ngay lập tức, để có thể nghe lời ta phán tội dành cho nàng. Tuân lệnh. Nàng vi phạm luật lệ của Ratanabadan, ta đã phải xuất quan trước thời hạn như thế này, tất cả cũng vì việc sai phạm của nàng. Là lỗi của ta, xin Dương Huynh tha tội. Tại sao nàng phải giết người như vậy chứ? Bởi vì hai kẻ đó là hai tên cướp rất nham hiểm, tâm địa dã man, đang rắp tâm hãm hại một con người khác. Cho dù những người đó là kẻ xấu hay là người tốt đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là việc nàng cần phải xen vào. Bởi vì mỗi con người đã có số mệnh định sẵn, nàng không có quyền định đoạt cho họ ai được quyền sống và ai buộc phải chết. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đã vậy nàng còn dám tháo chiếc vòng nách carat của ta ra. Chẳng phải ta đã căn dặn nàng rồi sao? Nàng có gì để giải thích hay không hả? Dạ thưa không có gì. Cuối xin Dương Huynh hãy phạt ta theo đúng luật định của xà giới. Vậy thì nàng phải chịu hình phạt thích đáng. Tất cả là do nàng tự tạo nghiệp thôi. Công chúa Mani, xin hãy bớt giận thưa Dương Huynh. Xin Dương Huynh đừng vội xử phạt công chúa Mani ngay bây giờ.
Bởi vì lễ thắp lửa của xà giới chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Vào ngày đó, các xà thần ở khắp nơi sẽ hội tụ về vùng này. Một ngày tốt lành của xà giới không nên để bị ảnh hưởng bởi một chuyện nhỏ nhặt như thế này. Được, ta nhất định sẽ phạt nàng sau khi đại lễ cầu phúc kết thúc. Công chúa Đà La, nàng định không nói gì với Dương huynh Mujalin? Chuyện gì xảy ra nơi nhân giới sao? Tại sao ta phải nói chuyện đó? Khi mà Dương huynh Mujalin đã biết được việc ngươi lên nhân giới gây ra tội nặng như thế nào rồi chứ? Nhưng Dương huynh Mujalin vẫn chưa biết được việc công chúa Đà La cũng trốn lên nhân giới giống như ta vậy. Nhưng ta đi theo là để giúp đỡ ngươi mà, công chúa Mane. Ngươi đã quên rồi sao? Giúp đỡ ta bằng việc bắt tay với ông Thác Chay, gây ra hết chuyện này tới chuyện khác để hại anh Tiết và ta sao? Cẩn thận cái miệng của ngươi đó, công chúa Mane. Đừng buộc tội ta khi ngươi không hề có bằng chứng. Ngươi muốn cho Dương huynh biết chuyện ta đã từng lên nhân giới chứ gì? Xin mời, lúc đó ta cũng sẽ kể cho Dương huynh nghe ngươi đã có tình cảm như thế nào với loài người tên Tiết. Ta cũng đang rất muốn xem thử Dương huynh sẽ nổi giận với ai dám có tình cảm với loài người. Ta dám chắc ngươi bị phạt nặng hơn ta. Và nói không chừng hình phạt nặng nhất dành cho ngươi chính là ngươi sẽ không được gặp loài người tên Tiết đó đến suốt cuộc đời này. Chủ của ngươi mới là xà nữ dễ dãi, chạy đi tìm nam nhân ở nhân giới còn để cho con người ôm hôn dễ dàng nữa chứ. Đúng là không biết xấu hổ, không đáng được gọi là xà nữ một chút nào. Mà nên gọi cô ta là con ả lẳng lơ xấu xa. À Mai à! Mày dám đánh tao hả anh ông? Thiệt sao? À! Mày dám đánh tao sao? Dám đánh tao mày hả? Dám đánh tao hả? Dám đánh tao sao? Cục mắt nè. Chồng chết. Chủ của mày cũng vậy thôi, muốn trở thành nữ vương đến mức run rẩy nên cứ đi dè dặt quốc vương, dù cho quốc vương không thèm để ý. Ai mà không biết điều này? Mày dám giữ ta hay không? Người mau đi chết đi. Kêu ai chết vậy? Chuyện chỉ có vậy mà các ngươi phải giết nhau sao? Người hầu của nàng đã nói năng vô lễ với ta đó. Người hầu của ta quá ngu ngốc nên bây giờ ta sẽ xin lỗi thay cho anh ông. Còn người hầu của nàng cũng đi theo hại ta và anh Tiết ở nhân giới, vậy thì nên tính sao? Dù sao cũng đã làm, giờ có mặt đầy đủ rồi. Ngươi đã trả lời ta được chưa? A Mai bắt buộc phải làm như vậy bởi vì nó một lòng trung thành tuyệt đối với Dương huynh Mujalin. Nó đã làm mọi thứ cũng là vì Dương huynh thôi. Dạ đúng vậy. Còn nàng là hôn thê của Dương huynh Mujalin, nhưng lại thản nhiên ngủ chung một phòng hai người cùng với tên nam nhân ở nhân giới kia. A Mai chỉ là lo lắng, sợ nàng làm ra chuyện đáng xấu hổ mà thôi. Công chúa Đà La, nó định kết thúc mạng sống của tên nam nhân kia chẳng qua là nó muốn giữ gìn sự cao quý của Dương huynh Mujalin. Nhưng ta và anh Tiết không hề. Nếu như đêm đó A Mai không xông vào thì ai mà biết được đêm đó nàng và tên nam nhân đó sẽ làm chuyện gì hả? Nếu tên nam nhân đó có mệnh hệ gì thì nàng đừng trách ai hết, mà hãy trách chính bản thân mình đi. Chúng ta đi, A Mai. Dạ công chúa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Thank you.
vậy thôi. Muốn trở thành nữ dương đến mức run rẩy nên cứ đi dè dặt quốc dương, dù cho quốc dương không thèm để ý. Ai mà không biết điều này chứ? Nếu tên nam nhân đó có mệnh hệ gì thì nàng đừng trách ai hết, mà hãy tự trách bản thân đi. Hay là tất cả những chuyện xảy ra đều do Đa La nhúng tay vào? Nhưng công chúa Đa La sao lại muốn làm hại ta chứ? Ma Nê đã làm ra chuyện đáng xấu hổ, ảnh hưởng đến danh dự của Dương Huynh như vậy rồi, thì thử hỏi làm sao nàng ấy xứng đáng sánh đôi với quốc dương Moon Jae-lin nữa đây? Nàng ấy không hề xứng đáng với Dương Huynh một chút nào. Nếu như xà nữ này thực sự sẽ sánh đôi với Dương Huynh để trở thành nữ vương, thì uy danh của Ratana Badan chúng ta sẽ bị sụp đổ đó Dương Huynh à. Ma Nê vẫn còn bản tính nghịch ngợm của nàng ấy và vẫn còn non dại lắm. Ta sẽ cho người điều tra kỹ chuyện này trước, rồi ta sẽ tự mình quyết định xem nàng ấy có xứng đáng với ta hay không. Thời gian qua, Dương Huynh luôn luôn yêu thương, che chở và bảo vệ cho Ma Nê hơn bất cứ ai ở xà giới này, nhưng nàng ta chưa từng quan tâm tới tình cảm của Dương Huynh. Nhưng với tên loài người thấp kém kia thì nàng ta suốt ngày tươi cười vui vẻ, đã dạy cho hắn ta động chạm và ôm hôn, một điều chưa từng làm với Dương Huynh. Lúc ta biết được điều này, ta thấy đau lòng thay cho Dương Huynh vô cùng. Đà La thật lòng rất yêu Dương Huynh đó. Đà La, nàng không nên làm như vậy với ta mà. Những điều mà Đà La đang làm, tất cả đều vì tình yêu mà ta dành cho Dương Huynh. Ta luôn sẵn sàng hầu hạ Dương Huynh, làm những gì mà Dương Huynh mong muốn. Dương Huynh muốn Đà La làm gì cũng được, Đà La nhất định sẽ không từ chối. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Dừng lại đi Đà La. Dương Huynh, công chúa Đà La. Hình như Ma Nê tới không đúng lúc thì phải. Thật ra nàng đến rất là đúng lúc đó, Ma Nê của ta. Bởi vì ta đang luận tội để trừng phạt nàng. Ma Nê của ta, ta rất yêu nàng, nàng biết không? Dương Huynh, ta yêu nàng ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ta thật sự không quan tâm nàng đã làm những điều gì ở nhân giới, nhưng ta sẽ không bao giờ để nàng đi đâu nữa hết. Nhưng dù cho ta có yêu nàng đến đâu đi nữa thì ta vẫn phải phạt tội nàng theo luật của Ratana Badan này. Nếu không làm vậy thì người khác sẽ nghĩ rằng quốc dương của cõi này công tư không phân minh. Ma Nê đã hiểu rồi. Một quốc dương sao có thể trị vì dương quốc của mình nếu bản thân công tư không phân minh chứ? Vậy thì ta sẽ phạt nàng thực hiện nghi lễ thiền định, đóng cửa tịnh tâm bế quan liên tục 100 ngày đêm. Nếu không bế quan đủ 100 ngày đêm thì ta cấm nàng
không được bước ra khỏi cửa phòng thiền định nửa bước. Ta đã sẵn lòng nhận phạt. Dương tỷ Đa La, nàng đã nói chuyện gì với Dương huynh Munchalin vậy hả? Hay là đã nói với Dương huynh chuyện ta lên nhân giới? Ta không bao giờ làm chuyện đó. Nói xấu người khác không phải là tính cách của ta. Nàng yên tâm đi. Nhưng ta không hiểu tại sao nàng lại đi nói chuyện của ta ở nhân giới cho Dương huynh Munchalin biết như vậy chứ. Điều mà ta nói với Dương huynh Munchalin tất cả hoàn toàn là sự thật. Sự vô phép vô thiên của ngươi làm hại thanh danh của Dương huynh. Điều mà ngươi đang làm khiến cho xà thần bị mang tiếng xấu không thể nào chấp nhận được. Còn điều mà ta đang làm là để bảo vệ danh dự của Dương huynh. Ta đâu có làm gì sai. Vì danh dự của Dương huynh Munchalin, hay là cố tình hãm hại ta để nàng có thể thay ta làm nữ dương vậy? Phải. Nếu như ngươi đã biết hết rồi thì ta cũng không mất thời gian để giả vờ với ngươi để làm gì. Ta yêu Dương huynh Munchalin. Nếu như không có ngươi xuất hiện thì ta sẽ sánh đôi với Dương huynh Munchalin và trở thành nữ dương rồi. Ngươi được sinh ra là để tranh giành mọi thứ với ta. Thì ra là vậy sao? Cho nên nàng mới đi theo hãm hại ta ở nhân giới, đến mức làm cho những người vô tội phải chết. Nàng quá độc ác rồi. Ngươi nghe rõ đây, nếu như ngươi không muốn có thêm người phải chết thì tránh đường cho ta đi. Ngươi quay lại nhân giới mà sống thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn.